Con của em ra lâu chưa? Đã. Ra lâu chưa? Ra được nếu mà tính ra được tầm 3 tuần. Đúng. Thì mới rồi mà. Lúc nuôi đang lên 3 cái muốn cho yêu nó hại, nhưng mà lên lúc nuôi là lúc mà con chim nó mệt nhất. Chỉ được áp được. Nó mệt nhất mà chơi là nó cong cong đuôi không? Lông cánh là lông sơ.